Phước đức nhân duyên bởi tài người, luật đời nhân quả có lâu rồi. Lắm kẻ giàu sang thỏa ước nguyện, nhiều người nghèo khổ còn bôn ba. Chớ tưởng trời kia không có mắt, đừng tin đất nọ đã câm lì. Trần gian vẫn đó bao gương lỗi, thế sự ngày mai sẽ khác thôi. Và quý cô bác, anh chị thân mến, Minh Đường Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, tấn tài, tấn lộc, tấn an khang. Đây cũng là thời điểm vật đổi sao rời, thay cảnh chuyển hình cho quý bản mệnh. Tiền bạc ùn ùn kéo về như thác lũ, giàu sang viên mãn tới già. Và nếu như quý bạn mệnh, quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được xem những video mới nhất mà ban biên tập trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ký nông góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chuẩn, giúp tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, vét cạn lộc trời, gặp thời hốt bạc, đổi đời giàu có, không lo nghèo khó. Nếu biết được 3 điều này đúng tháng 6 âm lịch 2024. Kênh Minh Đường Tử Vi hoan hỷ gửi lời chào tới quý khán giả đang theo dõi video luận giải vận mệnh mới nhất trên kênh. Lời đầu tiên thay mặt cho những người làm chương trình, xin kính chúc quý khán giả luôn may mắn, mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống. Chúc quý khán giả tháng mới luôn gặp vạn sự lành, phú quý bình an. Quý khán giả thân mến, trong xã hội nhiều người phấn đấu hết mình, cả một đời tranh đấu ngược xuôi, cuối cùng cũng không đạt được thành tựu như ý. Nhiều người rất giỏi nhưng lại không thành công bằng người, không có tài năng gì. Nếu thành công thực sự, sướng khổ của đời người không phải do tài năng hay là bản sự, vậy đáp án nằm ở đâu? Người xưa có câu, có đức mặc sức mà ăn, tích đức tổn đức trí tuệ của cổ nhân rất thâm sâu. Có lẽ câu trả lời nằm ở chữ đức mà ra. Và trong video ngày hôm nay, kênh Minh Đường Tử Vi sẽ cùng với quý khán giả đi tìm hiểu những dấu hiệu vận hạn trong tháng 6 âm lịch của con giáp tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, cũng như là chia sẻ các cách để hóa giải cầu may đến với gia tộc và bản thân của con giáp này. Vậy vận trình cụ thể của con giáp này sẽ diễn ra như thế nào trong tháng 6 âm lịch? Liệu các bậc thầy tử vi có tiết lộ bí mật gì giúp tuổi Canh Tuất gặp hung hóa cát hay không? Quý khán giả hãy like và theo dõi kênh để cùng kênh Minh Đường Tử Vi đi tìm câu trả lời ngay sau đây quý khán giả nhé! Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 thân mến, quý anh chị biết đấy, người sống trên đời không nên đi lùi về quá khứ, cũng không nên bước quá xa về tương lai, mà chỉ nên tập trung ở hiện tại, vì khi tâm trí, thể xác, tinh thần của quý anh chị cảm nhận được hiện tại, thì toàn bộ những lựa chọn hay quyết định của quý anh chị mới được đủ sự sáng suốt, vẹn toàn. Tập trung vào bài toán cuộc đời của quý anh chị để đỡ tốn thời gian mà chú ý đến cuộc đời người khác, cũng càng đỡ tốn công sức chú tâm đến những sự xì xào không ủng hộ. Phiền hà của thế nhân, nâng tầm bản thân tài năng lớn mạnh, học hỏi, trau dồi luôn là điều quan trọng để anh chị có thể nắm bắt cơ hội thay đổi cuộc đời. Đừng để những dòng suy nghĩ như làm việc chăm chỉ là tư tưởng của thế hệ cũ hay phải nhanh chóng kiếm đường tắt để thành công làm ảnh hưởng đến định hướng của quý anh chị. Một người sống, một cuộc nhân sinh đúng nên làm một điều gì đó có ý nghĩa mỗi ngày. Đó có thể là một công việc nhàm chán, cũng có thể là một công việc không có thu nhập nhiều. Nhưng quý anh chị làm là để có sự đáp ứng cơ bản của cuộc sống, cũng làm để tay chân, đầu óc tư duy không trì trệ trong giai đoạn ươm mầm của ước mơ. Không nên vội vàng, vì vội vàng sẽ khó có thể chở quý anh chị đến đích. Cũng không cần so sánh bản thân, vì vạn tinh tú trên bộ trời có tính chất riêng biệt, có vị trí khác nhau và thời điểm tỏa sáng rực rỡ cũng không tương đồng. Quý anh chị sẽ được hưởng cầu vồng và nắng trời chói chang ở thời điểm quý anh chị xứng đáng được hưởng sớm thôi. Trong cái năm 2024 này, tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 cần chủ động như mặt trời, tức tự tỏa ánh sáng chiếu rọi khắp xung quanh, cần xông xáo, dũng cảm quên đi những sợ hãi do thất bại, sốc lại bản thân sau những trì trệ năm vừa rồi, ngoái lại một chút nhìn lại bản ngã, trách cái việc mình từng quá ngạo mạn mà thu thiệt,
nhiều khi lại nhớ lại một xíu, nhìn lại bản tâm, xem lại bản thân, những người yêu thương và trân trọng, rồi bước một bước thật kiên định ra khỏi cái vòng cũ kỹ, an toàn quen thuộc, dù có thể là một bước nhỏ, nhưng cũng có khi là một viên gạch đầu của một tòa lâu đài tráng lệ nguy nga. Tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 lại cần phải nhu hòa như mặt trăng, tức phản chiếu lại ánh sáng ở vạn phía xung quanh, dù quý anh chị có làm gì trong năm nay, cũng nên có một người đồng hành. Hiếm lắm mới có một nữ mệnh tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 có thể làm việc chung với bạn đời, nên đừng bận tâm nếu quý anh chị phải làm việc với người ngoài. Có thể là bạn bè, cũng có thể là tri kỷ, hoặc những đối tác mình từng hợp cảnh, hợp duyên, trao đổi, lắng nghe, lập kế hoạch cụ thể, rồi hiện thực những dự định của quý anh chị trong năm nay. Lại cần lưu ý, bạn bè có lắm chứ, kẻ thù cũng vậy, nên khi quý anh chị lựa chọn đối tác cần có trách nhiệm và đặt tâm trí vào quyết định của bản thân. Không vì hợp chơi mà mong hợp làm, cũng đừng vì bản thân mình không mưu kế mà nghĩ thiên hạ này đơn giản, toàn người tốt xung quanh. Đôi khi có thể công việc của quý anh chị không mang tính chất khởi nghiệp, nhưng quý anh chị sẽ vẫn cần một người để phò trợ, giúp đỡ, đồng hành và phát triển trong năm nay. Sự hy sinh của quý anh chị cho thế giới xung quanh trong những năm vừa rồi đã quá đủ, trông chờ việc quý anh chị có thể tập trung vào bản thân trong cái thời điểm quan trọng của sự thay đổi này. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 trong tháng 6 âm lịch 2024. Tháng 6 âm lịch bắt đầu từ ngày mùng 6 tháng 7 năm 2024, kết thúc vào ngày mùng 3 tháng 8 năm 2024 dương lịch, can chi là tháng Tân Mùi năm Giáp Thìn, có thiên can là Tân Kim, địa chi Mùi Thổ, đặc trưng tháng là thiên khắc địa hình nhân khí vượng, mưu sự thành bại tại nhân. Tử vi tháng 6 âm lịch 2024 của 12 con giáp nhận thấy, dưới sự chi phối của cục diện tương phá, bản mệnh vấp váp với nhiều trở ngại, các kế hoạch có nhiều đảo lộn, bạn được nhắc nhở cần hành sự thận trọng, đề phòng kẻ xấu phá hoại thành quả mình đã gây dựng được. Sự nghiệp khá ảm đạm, đường thăng tiến bấp bênh, không có nhiều dấu hiệu thuận lợi hay gặp may ở thời điểm này. Bản mệnh còn có nguy cơ đụng độ tiểu nhân, mưu sự tốt nhất nên dựa vào sức mình hơn là trông chờ vào người khác. Tuy nhiên, điềm báo vận khí có chút cải thiện hơn về cuối tháng, bản mệnh một khi kiên trì vượt qua thì thành quả gặt hái được hoàn toàn xứng đáng. Vận trình tài lộc của tuổi Canh Tuất cũng có nhiều biến động lên xuống thất thường, đa phần theo chiều hướng xấu. Ở thời điểm hiện tại, con giáp này cần có kế hoạch quản lý tài chính rõ ràng và chặt chẽ hơn thì mới có thể hạn chế được tình trạng hao hụt. Với tình hình trước mắt, hãy lấy ổn định và bền vững làm trọng, còn nếu tham lam vô độ sẽ dẫn tới hậu quả khôn lường. Phương diện tình cảm cũng là vấn đề khiến người tuổi Canh Tuất gặp không ít muộn phiền. Trong tháng 6 âm lịch này, tình cảm vợ chồng đôi lứa xuất hiện nhiều nguy cơ. Cả chủ quan lẫn khách quan, người độc thân dành nhiều thời gian phấn đấu cho sự nghiệp cá nhân nên khá hời hợt trong chuyện yêu đương. Về phương diện sức khỏe, tâm lý không ổn định, công việc bận rộn và vất vả sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe thể chất của con giáp này. Bản mệnh có dấu hiệu suy nhược thể trạng vì suy nghĩ nhiều và lao lực thường xuyên nên cảm thấy mệt mỏi, uể oải. Tiếp theo ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 trong tháng 6 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 trong tháng 6 âm lịch. Tử vi tháng 6 âm lịch của 12 con giáp cho biết đây là một tháng có nhiều khó khăn cho chặng đường phát triển sự nghiệp của người tuổi Canh Tuất. Khi bản mệnh phải đối mặt với cục diện tử vi nhiều bất lợi, dưới sự chi phối của phá thái tuế, sự nghiệp khá ảm đạm, bản mệnh vấp phải nhiều trở ngại, các kế hoạch có nhiều đảo lộn, đường thăng tiến bấp bênh, không có nhiều dấu hiệu thuận lợi hay gặp may. Ở thời điểm này áp lực tăng cao, đã vậy bản mệnh còn có nguy cơ đụng độ tiểu nhân, bạn được nhắc nhở cần hành sự thận trọng, đề phòng kẻ xấu phá hoại thành quả mình đã gây dựng được, đặc biệt là cần phải khiêm tốn, giữ mình hơn là khoe mẽ, gây hấn trong những chuyện hay những người không đáng tránh, đừng tự mua dây buộc mình. Mưu sự tốt nhất nên dựa vào sức mình hơn là trông chờ vào người khác. Với những ai đang trong quá trình tìm kiếm công việc, cũng sẽ cảm thấy vất vả ngay từ ban đầu, chuyện hợp tác làm ăn, kinh doanh gặp trục trặc ngay từ bước đầu, do đôi bên thiếu sự tin tưởng. Hơn nữa, bạn còn khá nóng nảy, thiếu chính kiến, dễ bị các yếu tố ngoại cảnh tác động, dẫn đến việc đưa ra quyết định vội vàng, sai lầm, nhất là khi có thêm tiểu nhân cố tình giăng bẫy, hãm hại, tuổi Canh Tốt khó mà thoát ra được. Bạn sẽ cần chuẩn bị tinh thần vững vàng để có thể đương đầu với mọi rối ren, áp lực và muộn phiền. Bản mệnh không nên để bản thân gục ngã trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tuy nhiên, điềm báo vận khí có chút cải thiện hơn về cuối tháng, vì một khi bạn kiên trì vượt qua,
thành quả gặt hái được hoàn toàn xứng đáng. Dù vậy, vận khí vẫn còn non yếu, may mắn chưa đủ áp chế xui xẻo trong suốt cả tháng. Do đó, bạn vẫn nên hành sự chậm mà chắc, vừa làm vừa quan sát, tìm hiểu tình hình để kịp thời điều chỉnh khi cần. Với những ai có ý định nhảy việc, cần cân nhắc kỹ càng lợi hại, đừng vì phút bồng bột mà để bản thân rơi vào cảnh lông bông. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 trong tháng 6 âm lịch. Xem tử vi tháng 6 âm lịch về phương diện tài lộc cho thấy các kế hoạch làm giàu, kiếm tiền của người tuổi Canh Tuất cũng có nhiều biến động, lên xuống thất thường, đa phần theo chiều hướng xấu. Tháng này không có tài tinh chiếu mệnh, chính tài chững lại, thiên tài không có khởi sắc, dù có các tinh thiên đức đưa đường chỉ lối, mang tới không ít mối làm ăn lớn, nhưng trong tháng đụng độ phá thái tuế, bản mệnh cần hết sức thận trọng trong đầu tư, kẻo bị lừa đảo, lợi dụng danh tiếng. Thực tế, ưu điểm của con giáp này nằm ở khả năng tính toán, quản lý tài chính mà không phải ai cũng có được. Tuy nhiên, bản mệnh lại luôn chủ quan, thiếu tầm nhìn xa trông rộng nên rất dễ mắc sai lầm lớn, khiến tiền bạc tiêu tan nhanh chóng. Ở thời điểm hiện tại, con giáp này cần có kế hoạch quản lý tài chính rõ ràng và chặt chẽ hơn thì mới có thể hạn chế tình trạng hao hụt. Với tình hình lúc này, hãy lấy ổn định và bền vững làm trọng, còn nếu tham lam vô độ sẽ dẫn tới hậu quả khôn lường. Còn nếu cứ nóng vội tham cái lợi trước mắt, bạn sẽ đánh mất hết những gì mình đã gây dựng bấy lâu. Đặc biệt cẩn thận khi cho người khác vay mượn tiền bạc, kẻo chẳng những không đòi lại được mà mối quan hệ tình cảm đôi bên cũng tan vỡ. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 trong tháng 6 âm lịch. Xem tử vi tháng 6 âm lịch của tuổi Canh Tuất nhận thấy rằng chuyện tình cảm cũng không mấy lý tưởng, tồn tại nhiều vấn đề khiến bạn muộn phiền. Điềm báo tử vi cho thấy đây sẽ là một tháng vui ít, buồn nhiều, tâm trạng của bản mệnh khá sa sút, tương phá tác động nên tình cảm vợ chồng đôi lứa xuất hiện nhiều nguy cơ, cả chủ quan lẫn khách quan. Đối mặt với thử thách về sự thủy chung, mối quan hệ thiếu sự lãng mạn, thiếu sự quan tâm và chia sẻ nên xuất hiện những vết nứt khó hàn gắn. Đó là nguyên nhân chính khiến vợ chồng liên tục xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, tạo cơ hội cho người ngoài xuất hiện ở giữa. Nếu không lý trí, bản mệnh dễ phạm sai lầm, tự tay phá bỏ hạnh phúc đã xây dựng trong suốt thời gian qua. Khi mâu thuẫn ngày càng tăng, cả hai nên tìm cách hóa giải hơn là lảng tránh vấn đề. Khi hai bạn cùng ngồi lại nghiêm túc xem xét vấn đề, sai ở đâu thì sửa ở đấy, thì khúc mắc nào cũng sẽ được tháo gỡ, gia đạo lại êm ấm như xưa. Người độc thân dành nhiều thời gian phấn đấu cho sự nghiệp cá nhân nên khá hời hợt trong chuyện yêu đương, dù vẫn có người tiếp cận tìm hiểu. Nhưng bạn không mấy để tâm, với tuổi Canh Tuất, chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu mà được, bản mệnh nên thuận tự nhiên ắt có ngày gặp lương duyên. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 trong tháng 6 âm lịch. Xem tử vi tháng 6 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, sức khỏe của tuổi Canh Tuất cũng khó ổn định trong tháng mới. Công việc bận rộn và vất vả, áp lực bủa vây sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, thể chất của con giáp này. Thời gian dài chịu căng thẳng đầu óc khiến bản mệnh có dấu hiệu suy nhược thể trạng vì suy nghĩ nhiều và lao lực. Bản mệnh thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, uể oải. Nhiều người còn gặp vấn đề về chất lượng giấc ngủ hay ăn uống kém ngon, khó tiêu. Bạn có thể sụt cân bất thường, chớ nên chủ quan với các dấu hiệu bất thường của cơ thể. Do đó, bạn cần hết sức chú trọng việc điều dưỡng tinh thần, từ đó mới điều hòa được toàn bộ hoạt động của cơ thể. Thời tiết nắng nóng gay gắt, tuổi Canh Tuất cũng nên chú ý dưỡng sinh mùa hạ bằng cách ăn uống thanh đạm, hạn chế các đồ quá nhiều dầu mỡ, cay nóng. Sau đây là phần cẩm nang vượn vận cho con giáp tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 trong tháng 6 âm lịch 2024. Khẩu quyết: tháng 6 âm lịch không được quý nhân và các tinh ủng hộ nên áp lực tăng cao, nhiều gánh nặng đè lên vai. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng cần phải đề phòng kẻ xấu phá hoại thành quả mình đã gây dựng được. Quý nhân của bản mệnh là tuổi Thân và tuổi Ngọ. Tiểu nhân là tuổi Tuất. Màu sắc may mắn là màu trắng và màu vàng. Quý khán giả thân mến, tiếp theo sau đây là vân trình tử vi chi tiết từng tuần trong tháng 6 âm lịch 2024 của người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Tử vi tuần 1 tháng 6 âm lịch của tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Xem tử vi tuần mới cho thấy, con giáp tuổi Canh Tuất sẽ nhận được những bài học quý giá sau một số va chạm không đáng có trong giao tiếp xã hội, dù ban đầu có chút căng thẳng. Nhưng chính những trải nghiệm này sẽ giúp bạn nhận ra được khuyết điểm và sai lầm của mình, nên không có chuyện gì đáng ngại cả, ngay cả chuyện tình cảm của mình. Con giáp tuổi Canh Tuất đừng chia sẻ quá nhiều, nhất là khi họ không đồng thuận với bạn. Trong khía cạnh này,
Nếu hai người yêu thương thật lòng, thì thời gian sẽ chứng minh cho tất cả. Sức khỏe cũng như việc điều chỉnh lối sống là mối bận tâm lớn của tuổi Canh Tuất khi tuần mới gõ cửa. Và sẽ tốt hơn nếu bạn cho mình thời gian đủ để nghỉ ngơi, thư giãn và nạp năng lượng, cũng như xem xét lại hướng đi của mình. Thiên Đức ghé thăm, mang tới cơ hội phát tài, phát lộc cho người tuổi Canh Tuất, nhất là những ai kinh doanh online đúng mặt hàng đang hot. Sẽ được nhiều người tìm kiếm săn lùng trong thời gian này, tuy nhiên nên biết khi nào dừng lại, vì khi bão hòa, chúng có thể gây tổn đọng vốn của bạn đấy. Tử vi tuần 2 tháng 6 âm lịch của tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Tử vi tuần mới cho thấy, người tuổi Canh Tuất và một nửa của mình dễ có những tranh cãi trong tuần này vì ai cũng giữ quan điểm riêng, thậm chí còn cố tìm mọi bằng chứng để bảo vệ ý kiến của mình đúng. Nếu không biết cách để giảng hòa thì căng thẳng sẽ kéo dài, lúc này các mối quan hệ của bạn trở nên căng thẳng, mệt mỏi. Tuần mới khởi động không mấy dễ chịu với con giáp tuổi Canh Tuất, nhiều công việc đổ dồn, khiến bạn vừa xử lý được việc này thì việc khác đã phát sinh. Nếu không có khả năng chịu áp lực thì nhiều người căng thẳng tới mức muốn bỏ cuộc. Tình hình tài chính rất thuận lợi vào đầu tuần, nhưng khó khăn ập đến vào giữa tuần khi thương quan gây ra không ít phiền phức, trở ngại. Do đó, bạn chớ nên hoang phí số tiền mình kiếm được mà nên phân bổ hợp lý để hạn chế những khó khăn có thể xảy ra vào thời điểm cuối tuần. Ảnh hưởng của đại hao nên tuổi Canh Tuất dù kiếm được tiền, nhưng khó tránh khỏi nguy cơ chi một số tiền lớn cho một sự kiện quan trọng nào đó xảy ra trong tuần như sinh nhật, cưới hỏi hay thậm chí là tiền chữa bệnh. Tử vi tuần 3 tháng 6 âm lịch của tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp có chỉ ra rằng tuổi Canh Tuất cảm thấy như đang đi trong lớp sương mù dày đặc và giữ được sự bình tĩnh, vững vàng cho mình thật sự là điều quan trọng nhất. Bản mệnh cảm nhận được sự lạnh lùng của người ấy, thậm chí gọi mãi cũng không nghe máy. Tốt hơn hết là bạn nên dành thời gian để chăm sóc cuộc sống của mình, đừng ngồi đó mà suy diễn hoặc chờ đợi một phép màu nào đó xảy ra lúc này. Nửa đầu tuần của bản mệnh rất rực rỡ với tiền bạc và mối quan hệ thuận hòa, nhưng nửa cuối tuần với tỷ kiên ngáng đường thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, do đó bạn luôn phải đề cao cảnh giác trong mọi việc mình làm nhé. Điềm báo tử vi cho thấy có thể xảy ra tai nạn nếu bản mệnh đi xa hoặc bất cẩn khi lái xe với sự xuất hiện của Thái Tuế. Thế nên tuần này bản mệnh nên hạn chế việc cầm lái, tránh việc uống rượu khi bạn là người lái xe. Tử vi tuần 4 tháng 6 âm lịch của tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Vận trình tuần mới của tuổi Canh Tuất không thực sự thuận lợi. Bên cạnh đó, tâm trạng của bạn cũng chứa đầy sự hoài nghi, băn khoăn về các kế hoạch do mình đề ra. Đây là tuần mà bạn không chắc chắn vào bất cứ điều gì, đừng để bất cứ ai, kể cả người thân trong gia đình hay bạn bè thân thiết cản trở. Tuổi Canh Tuất gặp người mà bạn dành trọn tình yêu, nếu bạn nhận thấy được tiềm năng trong đó, hãy cùng người ấy thực hiện mục tiêu đam mê trong cuộc sống. Thiên Ấn ghé thăm vào đầu tuần, giúp tuổi Canh Tuất khai thác sức sáng tạo của mình trong công việc. Nhìn chung, tuần này không có nhiều trở ngại trong hành trình sự nghiệp của bản mệnh, tuần này ảnh hưởng bởi Bách Việt hung tinh, nên điềm báo có tiểu nhân gây phiền nhiễu. Ảnh hưởng tới sức khỏe của bản mệnh, đó có thể là tác nhân làm bạn khó ngủ trong thời gian này, bạn luôn cảm thấy lo lắng vì chuyện gì đó không rõ ràng. Quý khán giả thân mến, các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin, hy vọng, luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Dưới đây là gợi ý các vật phẩm phong thủy từ kênh Minh Đường Tử Vi mà bản mệnh tuổi Canh Tuất 1970 có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho bản mệnh. Đó là tượng Phật Di Lặc. Tượng Phật Di Lặc được coi là biểu tượng của sự hạnh phúc, an lành và tinh thần lạc quan trong đời sống. Người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 thường mang trong mình khả năng đối mặt với các phép thuật và khó khăn một cách quyết đoán. Tượng Phật Di Lặc với biểu tượng của một vị Phật mang bao tải tiền và mỉm cười hạnh phúc, điều này thể hiện sự lạc quan, niềm vui trong cuộc sống và sự giàu sang phú quý. Tượng Phật Di Lặc thể hiện tinh thần hòa hợp, đồng cảm và lòng bác ái, điều này phù hợp với bản chất thông minh, trí thông minh của người tuổi Canh Tuất. Khi họ có khả năng thông minh và kết nối với người khác một cách tốt đẹp, với tư duy linh hoạt và sự kiên nhẫn của mình, tuổi Canh Tuất có thể tận dụng tượng Phật Di Lặc để tạo ra môi trường tích cực và hạnh phúc trong cuộc sống hàng ngày. Tượng này nhắc nhở họ về tầm quan trọng của lạc quan, hòa thuận và lòng bác ái,
giúp họ vượt qua khó khăn và tạo nên cuộc sống thịnh vượng và an lành. Tỵ hưu, đối với người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, việc sở hữu một chiếc tỵ hưu có thể mang lại nhiều ý nghĩa quý báu. Tỵ hưu linh thú có hình dạng kỳ lạ, là sự kết hợp giữa hình thù của ngựa và rồng. Tỵ hưu có khả năng giữ lại tài lộc, đồng thời hút vào mình những điều xấu và mang lại sự bảo vệ cho người chủ. Tỵ hưu với người tuổi Canh Tuất, tỵ hưu có khả năng bảo vệ và hóa giải những tác động tiêu cực. Nó có khả năng đuổi tà ma, xua tan rủi ro và bảo vệ khỏi các yếu tố không mong muốn. Trong cuộc sống, sự hiện diện của tỵ hưu có thể tạo ra một bức tường bảo vệ năng lượng xung quanh, giúp duy trì sự yên bình và an toàn. Bên cạnh đó, tỵ hưu cũng biểu thị sự may mắn và thịnh vượng. Nó có khả năng thu hút tài lộc và tạo ra một luồng năng lượng tích cực trong môi trường. Tỵ hưu tượng trưng cho sự kết hợp giữa khả năng bảo vệ và tăng cường năng lượng, giúp tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và thịnh vượng. Thiềm thư biểu tượng của sự phát tài và may mắn đang mang trong mình ý nghĩa quan trọng. Thiềm thư đối với người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Thiềm thư phong thủy có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hút và bảo vệ tài thám, cùng với việc giữ sự cân bằng trong cuộc sống. Thiềm thư hình dáng tròn trịa, có ba chân, vị trí đặt thiềm thư trong nhà hoặc nơi làm việc của người tuổi Canh Tuất có thể tạo ra dòng năng lượng, thúc đẩy tài lộc và thuận lợi. Đặc biệt với mệnh thổ, thiềm thư có khả năng định vị và kiểm soát, giúp họ bám trụ vào cơ hội và giải quyết khó khăn một cách linh hoạt. Thiềm thư còn được coi là biểu tượng của sự giàu có và thịnh vượng, biểu tượng cho sự thăng tiến và phát triển trong cuộc sống. Với người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, thiềm thư phong thủy có thể giúp tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy sự nghiệp, định hình tương lai và tăng cường khả năng quản lý tài chính. Tháp Văn Xương. Tháp Văn Xương với hình dáng tượng trưng cho sự tiến xa về kiến thức, có khả năng mang đến sự hỗ trợ trong việc học tập và trau dồi tri thức. Đối với tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, Tháp Văn Xương có ý nghĩa về việc duy trì và phát triển kiến thức. Hình ảnh của tháp thể hiện tầm nhìn xa hơn và khao khát tiến bộ. Bằng cách đặt Tháp Văn Xương trong không gian làm việc hoặc học tập, vật phẩm có thể tạo ra một môi trường thúc đẩy việc học hành và nâng cao trí tuệ. Tháp Văn Xương có thể giúp người tuổi Canh Tuất tránh xa những năng lượng tiêu cực và giữ cho tâm hồn của họ luôn trong trạng thái sáng suốt và tích cực. Bên cạnh đó, Tháp Văn Xương còn là biểu tượng của sự thăng tiến trong sự nghiệp và cuộc sống. Quả cầu phong thủy. Quả cầu được coi là biểu tượng của sự hoàn thiện, sự thống nhất và sự cân bằng trong cuộc sống. Đối với những người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, quả cầu phong thủy có thể đại diện cho việc duy trì sự ổn định và cân bằng trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Quả cầu phong thủy với hình dáng tròn trịa và trong suốt, tượng trưng cho sự hoàn hảo và sự thịnh vượng. Đối với tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, quả cầu có ý nghĩa đặc biệt về bình an và tài lộc. Hình ảnh của nó thể hiện sự cân bằng và sự hoàn hảo, nhắc nhở họ luôn tìm kiếm sự thịnh vượng và hạnh phúc trong cuộc sống. Quả cầu cũng có khả năng tạo nên không gian yên và bình an trong môi trường sống của họ. Bên cạnh đó, quả cầu phong thủy cũng có thể là biểu tượng tài lộc và may mắn. Sự trong suốt của nó tượng trưng cho sự mở cửa tới những cơ hội và tiềm năng khi đặt ở những vị trí chiến lược trong không gian sống. Quả cầu có thể tạo ra luồng năng lượng tích cực và thu hút tài lộc vào cuộc sống của họ. Quý khán giả thân mến, bạn trải qua một cuộc đời như thế nào là do nghiệp kiếp trước của bạn so dẫn. Nếu bạn có cuộc sống tốt thì kiếp trước bạn là người lương thiện, làm nhiều điều tốt đẹp, nên kiếp này hưởng phước. Nếu có ai đó đối xử tệ với bạn, chắc chắn bạn cũng từng đối xử tệ với họ trong kiếp trước, thì kiếp này phải nhận hậu quả. Đức Phật nói có bốn loại nhân duyên: báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Nhân hậu với người khác chính là nhân hậu với mình. Không có gì thiệt thòi cả, ta có thể quên mình vì người thì đời này, hoặc kiếp sau sẽ có người xả thân vì mình. Đáng buồn hơn nữa là gần hết cuộc đời rồi mà nhiều người vẫn ân hận, tự trách mình sao mình lại kiếm được một người vợ, chồng như vậy, sao lại đen đủi như vậy, tất cả đều khiến mình khổ sở. Những suy nghĩ như vậy hoàn toàn là đang tạo nghiệp, đây là suy nghĩ ảo tưởng đi ngược lại với nhân quả. Bởi thế, chúng ta khởi tâm động niệm trong tâm phải có cảnh giác, ta khởi tâm gì, nói những gì, đối đãi người khác như thế nào, thì trong tương lai người ta đối đãi với mình cũng như vậy. Đừng chỉ chăm chăm đổ lỗi cho người khác, mà hãy nhìn lại bản thân mình đã biết tu khẩu, tu tâm hay chưa. Muốn được may mắn mà suốt ngày vu oan cho người ta, trách móc con người, trách móc số phận, thì không Phật nào độ nổi bạn, tiền kiếm được ít đi, nhân duyên không suôn sẻ. Trách ai, trách bản thân, đổ lỗi cho người khác thì chẳng khác nào tự mình uống một bát thuốc độc mà chính bạn là người phải gánh chịu. Tốt hơn hết hãy thuận theo nhân duyên một cách thành thật, tin vào nhân quả hết lòng, niệm Phật hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Từ từ rồi chắc chắn sẽ thay đổi được thực tại, thay đổi được vận mệnh của mình. Quý khán giả thân mến,
Trên đây là phần luận đoán tử vi chi tiết trong tháng 6 âm lịch 2024 của tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Chương trình xin được tạm dừng tại đây. Chúng tôi luôn có mặt ở đây và đồng hành bên cạnh quý khán giả, chữa lành những tổn thương và vạch ra một tương lai tươi sáng. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.